Rồi xin thân ái kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bằng xe khiển trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của chị Thủy ha có làm tiếp một cái clip nữa để giao lưu với cô chú bác anh chị gần xa là một số cây mai hàng chờ Tết năm 2023 ha. Ghép dở thơm nè, cúc tân châu của chú anh chị ha. Với lại rất là nhiều giống khác của cô chú anh chị ha. Này mời cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì ủng hộ chị Thủy cũng như là kênh nha cô chú anh chị. Đầu clip cô chú anh chị mình cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh quay video mới cô chú anh chị mình nhận thông báo để vào xem sớm nhất nha. Rồi mình gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu video luôn nha. Rồi bà chủ ơi. Rồi hôm nay tại lệ kênh thì em xin chào cô chú bác anh chị em gần xa đó yêu thích mai vàng nha. Hôm nay tại lệ kênh thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai dảo thơm nữa để cô chú anh chị em mình chơi Tết năm 2023 nha cô chú anh chị. Thì không làm mất thời gian với cô chú anh chị em nữa thì em sẽ vào luôn một cây đầu clip là mã 11E, em nói tiếp clip trước ha. Đó, một cây đầu clip hôm nay là một cây dảo thơm nha cô chú anh chị. À, cái này tàn khá là ok luôn cô chú. Này tàn kẹo tàn đặc mà tàn thông rất là đẹp luôn. Đã vô dây chỉnh sửa rồi ha. Hoành thân là được 24 ha cô chú anh chị. Rồi. Gốc nụ rất là ngon lành luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 86 ạ. Tán ngang là 81 ạ. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 900.000 thôi nha cô chú anh chị. Rồi, đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 12E. Và tiếp theo mã số 12E cũng là một cây dảo thơm nữa nha cô chú anh chị. Dảo thơm cô chú anh chị ha, nốt nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Này hàng này nó già mùa lắm nha cô chú anh chị, nên cô chú anh chị em mình mua về thì mình cũng yên tâm về cái cây nó già mùa nha. Dạ hoành tại điểm này là mình được 26,5 nha, em tính 26 nha. Dạ chiều cao là 83. Tán ngang là 73. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 9,5 thôi nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 12E. 13E cũng là một cây dảo thơm nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Cái hạ này thì nút nụ quá ok luôn. Cô chú anh chị em mình mua về chơi Tết năm 2023 rất là ok luôn nha cô chú anh chị. Nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị ha. Mấy chột ghép là nó bằng ngón tay em hết rồi. Dạ quanh tại điểm này là mình được 25 nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là mình được 99 nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ tán ngang là mình được 89. Rồi. Dạ rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 9,5 thôi ạ. Rồi 9,5 bao phí ha. Rồi. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 14E. À, 14E cũng là một cây dảo thơm nữa nha cô chú anh chị. Rồi tàn khá là ok luôn cô chú anh chị. Nụ là ngon lành luôn cô chú anh chị nha. Mấy cái chậu ghép thì nó rất là già nè cô chú anh chị em mình xem ha. Rất là già rồi. Hoành thân tại điểm này là mình 19,5 em tính 19 nha. Rồi. Dạ chiều cao là mình được là 81. Tán ngang mình là được 79. Rồi. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800.000 nha cô chú anh chị. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 15E. Tiếp theo mã số 15E cũng là một cây dảo thơm nữa nha cô chú anh chị. Rồi cây này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Cái cây này nó già tới nỗi mà da nó lên xù xì hết trơn luôn anh. Quá trời luôn. Cái này thì em chưa có xịt rong, em chưa có xịt rong nó nên rong nó còn đóng. Cô chú anh chị em về xịt nó tóc hết ba này ra cho nó đẹp nha. Rồi. Em chưa có xịt. Dạ hoành tại điểm ngay đây là mình được là 31 dư nè hả cô chú anh chị. Cái củ dưới đây của nó là mình được 46 nè cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao mình được 82. Tán ngang mình được 60. Rồi.
Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 850 thôi nha cô chú anh chị. Dạ rồi mình đỡ cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 16E. 16E. À, 16E cũng là một cây dảo luôn nha cô chú anh chị. Rồi một cây dảo thơm nữa ha. Cũng là dảo thơm luôn. Thì bông mặt bông dảo thơm thì nó cũng như bông dảo Thủ Đức thôi nha cô chú anh chị. Có cây ra cái thì nó tổ ra nó thơm và nó to. Nó đều cánh nó đẹp nha cô chú anh chị. Thủ rất là nhiều luôn cô chú anh chị ha. Hoành thân tại điểm này là mình được 20 nha. Cái này làm như cá sấu nằm luôn, có chân có tay luôn. Góc ngầm nhìn rất là dễ thương ha. Chiều cao là mình được 85. Tán ngang mình là mình được 72. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 950 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 17E. 17E. Dạ 17. 17E là một cây cúc 24 36 cánh nha cô chú anh chị. Cây này tàn cũng khá lớn cô chú anh chị ha. Cái gốc rất là quái luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi, thông số đâu mà chú ơi. Quanh tại điểm này là mình được 29 nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này thì tàn thông cao đẹp. Chiều cao là được 108. Rồi. Tán ngang là mình được 96. Rồi. Dạ. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.200.000 ạ. Rồi đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 18E. À, 18E là một cây dảo thơm nha cô chú anh chị. Rồi cái này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị mình. Nói chung thì cái lô này thì nhá, em ghép nó rất là già mùa hết trơn rồi. Nên cô chú anh chị em mình mua về cũng yên tâm ha. Rồi. Hà này thì lúc này là nó vô nút nụ kim hết rồi nha cô chú anh chị. Cây này thì bộ đế nở nè, bộ đế cô chú anh chị xem cho kỹ ha, rất là đẹp luôn nha. Dạ. À, cây này thì nó lên da me hết trơn rồi. Nếu mà cô chú anh chị em mua về tòng sau nó lên sụ rồi cô chị yếu chị em mình ngon. Cây này hoành được 21. Dạ. Chiều cao 98. Tán ngang 82. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ 950 ngàn nha. Rồi, 950 ha. Rồi. Đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 19E. Tiếp theo mã số 19E, 19E là cây dảo thơm nữa nha cô chú anh chị. Cái này cái đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Này là đế nơm sởm. Cái này tại mấy cục gạch em dặn vậy đó. Rồi. Thông số đâu mà chú ơi. Hoành tại điểm này là mình được 24.5 nha cô chú anh chị. Rồi hoành là 24.5 ha, tính 24 ha. Nụ khá luôn cô chú. Chiều cao mình là 82. Tán ngang mình được 80. Rồi. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 850 thôi nha cô chú anh chị. Dạ rồi, vừa đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 20E. Dạ tiếp theo mã số 20E. 20E là một cây dảo thơm dạ mùa nữa nha cô chú anh chị. Đó, cây này quá đẹp luôn. Rồi. Tàn khá là ẩm luôn cô chú anh chị ha. Cái dáng hơi siêu cũng khá rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Nó cũ nè cô chú anh chị. Rồi, đâu không số đâu mà chỗ ơi. Hoành tại điểm này là mình được 24 nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành cái củ tròn nó đây là mình được 32.5. Rồi, cái tàn khá là ấm luôn cô chú anh chị ha, nụ thì nói chung là khá nha cô chú anh chị. Cho lên nụ. Chiều cao là 79. Tán ngang 79 luôn. Rồi, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.200.000 thôi ạ. À.
Rồi 1.200.000. Rồi 1.200.000 là mình có một cây rất là ok, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi thì cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú bác anh chị em gần xa đã xem hết clip và đã ủng hộ em những clip vừa qua nha. Thì em xin nhắc lại số điện thoại của mình là số điện thoại của em là 0348322142 nha cô chú anh chị. Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị em mình ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Thị cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho kênh cũng như là chị Thị ạ. Thì trong quá trình quay clip có gì sơ suất cũng mong cô chú anh chị mình xem qua rộng lòng bỏ qua cho cô cho kênh cũng như là vườn ha. Thì cô chú anh chị mình cuối clip cho xin một like và đăng ký kênh để khi kênh video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.